Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng ngắm cây mai siêu to siêu lớn tại quảng trường 29 thành phố Đà Nẵng. Cây mai. Mai to chưa? Mai quá lớn luôn. Quay lại cho mọi người xem nhá. Chưa giờ thấy cây mai to như này. Ở trong cái gốc này. To nha mọi người nha, để lớn từ gốc nhìn như này. To chưa? Cái này chắc có nhiều tiền lắm. Rất to nha mọi người, nhìn thấy không? Siêu mai luôn. Mọi người thấy chưa? Cao hơn cái đầu những người lớn rất là nhiều. Tôi chợ hoa nhìn những cái mai nhìn đến mà rất là mê luôn. Cái thứ hai này cũng rất là to mọi người. Để hỏi chúng vừa mang cái tiền cây này nhé. Nhiều mai mọi người. Trong đây thì những cây này là cây nhỏ nhưng mà nó lở rất là nhiều đây. Đẹp chưa mọi người? Mình đang ở ngoài quảng trường 29 thành phố Đà Nẵng mọi người ạ. Ra đây chợ hoa rất là nhiều, bạt ngàn hoa luôn. Rất là đa dạng các loại hoa. Mà mê nhất là vẫn là mấy cái cây lan, à, cái hoa mai. Mọi người thích cây mai vàng không? Hỏi cây mai bao nhiêu tiền nhé? Mai đẹp tiền mọi người. Tôi hỏi nhờ cái giá cây này bao nhiêu tiền chị? 20 20 triệu cái này. Cái to bao nhiêu tiền chị? 300 triệu. Người xem ai hứng thú ta chơi mai ta cái cửa hàng chị tên gì vậy? Chị Thanh. Chị Thanh ở ngay quảng trường 29. Ồ, giờ chị lên báo đâu? Không cần biết chị mai dạ. Báo cũng gặp hết đâu. Dạ. Cây 800 triệu rồi. Mọi người thấy cây 800 triệu to chưa? Nhà nào về? Đây là nguyên si đúng không ạ? Nguyên. Bây giờ thêm một con cây mai trên Gia Lai xuống to lắm rồi chị nhỉ? Mấy năm trước. Dạ. À. Yeah. To luôn. Cái này nhà ai phải rất là vượt phải rộng. Có cái sân lớn. Chị thích cái gì? To cho mọi người. Nhìn này. Cái 800 triệu kìa. Siêu mai 800 triệu cho mọi người nhá. Cái nhà nào cực lớn mới có thể chơi được cái cây mai như này mọi người ạ. Siêu to luôn mọi người ạ. Chưa bao giờ thấy luôn. Cao kinh luôn. Đâu bao giờ mọi người thấy cái cây mai to như này chưa? Đó. Cao quá là cao luôn. Ờ hết rồi. Mọi người thấy thế nào? Thấy có mê không? Nhìn này. Sắc 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 màu vàng trên những thân đúng rồi, ra đây thấy Tết rất là nhiều. Rất là vui, nhìn rất là nhiều mai. Nhiều lần nhìn là mê luôn mọi người ạ. Bát ngàn luôn. Mọi người nhìn quanh một vòng này, người này. Chợ hoa ngày Tết. Mình ra đây mình thích nhất cái mai này. Sẽ quay ra một số cái mai khác cho mọi người cùng xem nhé. Cái này 800 triệu mọi người nhé.
để đi quay thăm khảo giá các cây mai khác nha.